tại buổi làm việc với thứ trưởng bộ công thương nguyễn hoàng long mới đây đại diện công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia nsmo cho biết nsmo có nhiệm vụ trọng tâm là lập phương thức và chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất truyền tải phân phối điện điều hành giao dịch thị trường điện việt nam quản lý và vận hành các hệ thống công nghệ như scada ems mms và các hệ thống giám sát khác đào tạo và cấp chứng nhận vận hành nghiên cứu khoa học đổi mới công nghệ và tư vấn phát triển hệ thống điện, đảm bảo an ninh cung ứng điện trong chung và dài hạn. Trong giai đoạn tới, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm về lập phương thức và chỉ huy điều hành hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện, NSMO sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch điện lực theo yêu cầu của Bộ Công Thương. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long khẳng định, NSMO là bộ phận không thể thiếu trong hoạt động ra soát điều chỉnh quy hoạch sơ đồ điện 8, vì vậy, đề nghị công ty cử những người có năng lực, trình độ giỏi nhất tham gia vào tổ công tác để nghiên cứu, giả soát và điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng theo hướng bền vững. Thứ trưởng chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong công tác vận hành hệ thống điện. Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ sẽ xem xét trên tinh thần hỗ trợ, tạo điều kiện để NSMO hoạt động thuận lợi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.